Dạ Thái mến chào quý bà cô chú đang xem trên trang fanpage cũng như là YouTube của Sức Sống Mới nha. Thì hôm nay buổi sáng thì mấy anh em đột kích vô trong nhà của chị Kalin xem buổi sáng ngày hôm nay thì vợ chồng anh chị làm gì ha. Làm gì chị Kalin? Xin chào anh Từ nha. Chị Kalin. Rồi hello chị Kalin. Vô anh em ơi. Hôm nay mà coi chị Kalin làm mặt luôn rồi. Quay ngược ra chị Kalin. Hôm nay vô đây trùng dịp ha, chị Kalin đang làm mặt. Làm mặt thôi, những bị lát nữa dẫn anh đi lên bệnh viện cánh đồng quang nhổ răng chảnh. Răng nha. Nhiều răng nha. Tưởng hồi Minh với Thái là dẫn chị Kalin lên chảnh luôn nha. Đi chung với chị luôn. Là bữa nay anh Hoàng Anh găng đau hay sao anh? Anh nhức hồi lâu rồi, hồi trong Tết rồi. Rồi tính đi nhổ, rồi lần này nó thôi đi ra mụn đi hả nhổ, chứ trong mụn đừng có nhổ, không có tôi nên. Vậy là Hoàng Anh một hồi đi nhổ răng. Hình như là còn có một hai cây nhổ luôn, hết luôn hay gì? Sao không đi xuống cái này nhổ đeo lên phiên? Không, nhổ rồi mà chứ ra không có dám, không dám nhổ tại cái sọ đậu anh gì đó. Dám nó vô cái bệnh viện đi, nhổ chắc ăn hơn. Thôi mình vô bệnh viện chắc ăn hơn. Đúng rồi, vô bệnh viện chắc ăn hơn ha. Chứ là ảnh cũng bị bệnh á, vô đó cho nó đảm bảo. Không đợi người ta nhổ, bây giờ mới sọ, ta cũng sợ rồi. Đúng rồi. Tối đi hát về khuya nhưng mà sáng nhận thức sớm nha. Dạ. Sáng tối sớm. Mấy giờ chị mới về chị Kalin? Tối mấy giờ? Dạ, mình... tối gần 10 giờ. Tối gần 10 giờ ha. Dạ. Đêm nào hay cũng hát khuya. Chị Kalin nhìn tôi gầy bi nhon thấy ớn luôn chưa? Bi nhon. Gái là phải mơ ước luôn đó chị Kalin. Gái mà có tướng gì là nó còn mơ ước đó. Biết nhiều khán giả nói gì đó. Nó tướng quá bi nhon nè. Chị Kalin có cân nhiêu ký không chị Kalin? Không, hồi trước đó thì chưa quen ảnh thì 64 ký. Rồi sao thì về sống ảnh không biết bao nhiêu ký, nó không có căng. Khán giả điện chị nghe đi chị, nghe đi chị. Alo, nghe chị Linh ơi. Trời tới ngồi ngoài đó đi, đó là mặt chuẩn bị ra rồi quán đi. Hello chị Linh. Hello chị Linh. Fan đi lá cha. Rồi. Fan gỗ của chị Kalin à. Fan gỗ cơ. Chị Linh là phụ dọn dẹp nhà cửa đó hả? Dạ. Sẽ làm tiếp á. Dạ. Này đây này mà đến thăm chị đột nhập vào phòng trọ chị Kalin thì gặp anh cứng khừ đang nằm. Và chị Kalin thì đang trang điểm. Trang điểm xong chưa chị Kalin? Dạ, sao mà tụi nó lông mi nữa rồi. Rồi, đang gánh lông mi nữa rồi hả? Dạ. Sao bữa nay trang điểm gì sơ sơ vậy, không có trang điểm đậm chứ hả? Không, đâu chỗ mà đi ban ngày mà. Chứ đâu phải đi hát, trang điểm kêu đậm. Mình phải trang điểm đậm nên đến lên bệnh viện nó nhiều khán giả của mình á, nhiều fan của mình á. Nhiều fan hâm mộ, người ta gặp nữa mà. Không bán gái rồi em cứng khừ. Cho bả vui coi. Tối đi tới mấy giờ? 10 giờ mấy hả? Dạ. Rồi hai chồng ngủ có chỗ niệm này đó hả? Dạ, ngủ khoảng đó đó. Rồi chị ngủ trong, anh ngủ ngoài hả? Dạ, em nằm trong nằm ngoài. Đúng rồi. Đàn ông là phải ở ngoài bảo vệ cho phụ nữ phải không? Dạ, đúng rồi. Cái này mình gắn lông mi hả? Dạ, gắn lông mi. Cái lông mi mình cái đó là mình chét keo hay vậy? Cái này keo dán lông mi. Keo dán lông mi ha. Chứ dám kè dám sát cái nó đi luôn à. Lúc đó mắt nhìn không ra luôn. Thôi dán kèo dán sắt đi cho nó chắc chị Kalin. Đúng bệnh. Rồi. Nó không gớt một lát rồi đi. Cái vừa gắn lông mi này xong thì rút ra rồi da đi theo nhé. Dạ, da đi theo nhé. Ai kêu mình rút mình để luôn mà. Đâu được, nó chứ gắn gì tại mình đi hát này mình gắn gì cho nó vô cặp mắt mà nó bự nó đẹp chút cho chứ. Yeah. Cái gắn nó cũng cực thấy bà. Gắn cực lắm hả? Cái này em mới thấy chị Kalin gắn lần đầu chứ nào giờ đâu có thấy đâu. Đó, chị Kalin thấy chưa? Đó, thấy chưa? Cái này làm khó lắm chứ không phải dễ đâu nha. Thấy chưa? Làm này đang trông cái kiểu mà biến mắt mình nó thấy nó bự. Nó thấy bự ha. Đó có học phá trang điểm nào không chị Kalin? Không,
tự học mà tự làm em tự làm hồi đó tự vẽ tự làm luôn á chứ đâu có ai dạy chứ mình nghèo hồi đó đâu có tiền đâu mà đi vô tiệm hồi đó tiệm làm mắc lắm hồi đó mỗi lần hồi xưa làm một cái tiệm gì tới vô là 200 ngàn một cái mặt á 200 ngàn một cái mặt 200 ngàn một cái mặt mà trời đó hồi xưa là chỉ có một ly cà phê có 1.000 đồng một ly hả Trời ơi, mình uống 200 ly. Còn Hego thì 3 điếu 1.000. Hồi xưa là thằng ước 1.000, 2.000. Đâu có đủ tiền mua gói hả chị? Đâu có đủ tiền, chứ hồi đó thì 1.000 thì mua được 3 điếu thuốc rồi. Đó, bắt đầu chị cho lên gắn mi giả nè. Gắn bằng keo dán sắt nha. Dán cái này bây giờ có khi bơ hấm nó rớt xuống ngoài. Đâu có dán vậy nhảy nó không có rớt. Dán cái sắt đi. Thì ta liền dán đi. Rồi cho lột da luôn, rồi ta nói dần nổi này nó thùng nè, mới gắn cây gắn sắt nè. Không rớt, chị để gắn kia rớt hoài. Ủa bình thường lông mi mình gắn ở trên rồi mình có gắn ở dưới không chị Helen? Không, gắn cực lắm. Gắn dưới cực lắm. Không bây giờ mình gắn ở dưới. Đâu mình gắn ở dưới thử cho không tại vì không có mua lông mi dưới. Hai cái nó chớp. Đâu có mà lấy lông mi chơi gắn ở dưới luôn được không? Không không. Thành mắt dưới dễ nó mất. Nó loại hai loại mà, loại lông mi dưới mà trên. Gắn một cái nhìn cô đẹp quá chị Cao Liên. Xuất sắc luôn. Gắn cái rồi hả? Chớp chớp rồi. Quá xinh xắc. Đứng sớm thì nó trộn khùng nào trời. Rồi vậy là xong rồi đó. Xong nữa hả? Dạ. Rồi bắt đầu chị ngồi đây tâm sự với mấy anh em chút xíu. Dạ. Rồi cái ông thằng này ông nằm chà bãi qua khách khứa lại. Khách khứa lại mà nằm chà bãi lại cho ông. Vậy là hết cứng khừ luôn rồi. Hết cứng khừ rồi. Mềm mèo rồi. Mai mốt là mềm nhũng nha. Đây là phần đọt của chị Cao Liên hiện tại nha quý cô chú anh chị. Rồi ngồi xuống đây. Đây là chiếc xe này là xe máy bay của siêu xe. Siêu xe của chị Cao Liên. Siêu xe của chị Cao Liên nha. Xe đời mới á. Siêu xe đời mới nha. Đi hát và chạy xe này nè. Hôm nay sớm. Không mọi người ơi cho Cao Liên hút cái thuốc nha. Hồi sáng giờ không có hút thuốc. Rồi bình thường. Cũng có hai chú Cao Liên à, vô chơi chị. Đây fan Cao Liên hả? Fan của chị Cao Liên hả? Không sao chị cho bình thường, vô chơi chị. Vô nói chuyện chơi chị. Nói chuyện chơi hả? Đi chị. Vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Anh mắt quyết liệt. Ôi trời ơi. Nãy giờ anh nằm quyết xe với nhau. Nãy giờ anh nằm quyết xe với nhau. Con gái thì ngóc đầu rồi vậy, mắt quyết liệt. Ôi là hảo gái lắm. Trời ơi, kia nhìn kia. Đúng rồi. Thôi anh Hoàng Anh này không được, anh Hoàng Anh đây. Không được rồi, không được rồi. Nghe tới gái tới ngóc đầu ngồi vậy. Tại nói vậy chứ anh về cái bữa đó nhiều người cũng thương anh cũng chửi chứ. Dạ. Nói tôi có vợ rồi, hồi tôi không có bậy bạ nữa mà điện thoại nhắn tin rồi này nọ. Cái quán này mới á, hồi lúc quán trường dưới này. 2 phút nữa hả? 2 phút. Cái quán này mới của trường đó, bả đi, bả thương, bả về, bả nhắn tin rồi cái chờ sao ảnh nói thì mình cũng làm thêm, cũng đâu có xe máy đâu. Dạ. Rồi gì qua mấy ngày sau, ông chửi bả thơ bời luôn. Ông chửi ai? Ông chửi bà đó. Sao chửi, mình không thương thôi, sao chửi người ta? Tại vì bả nhắn tin, rồi bả điện thoại á, rồi ảnh nói, ảnh nói là tôi bây giờ, ảnh có biết chặn đâu, ảnh biết xài máy đâu, mới xài đâu. Chửi người ta sẽ hồi tối là chị đi tới 10 giờ ha chị Cao Liên. Dạ. Hồi tối là ở quán Hoàng Sơn rồi có đi đâu nữa không? Dạ trở về quán này mới. Ủa quán Trực Nhớ. Trực Nhớ ha. Dạ. Có hát thêm mấy bản nữa không? Có. Bữa nay đi quán Trực Nhớ đi. Dạ. Bữa nay quán Trực Nhớ đi. Để Trực Nhớ đi cho nó gần. Nhớ đi cho nó gần. Đúng rồi, quán dưới xa quá trời xa. Xa. Nay gì quán Trực Nhớ nó đổ con cảnh không đâu. Này dạ. Hoài hết nóng. Để đi xa cái khách nổi hành cứng khừ. Đi xuống dưới nội thì xăng không rồi hết thì người hát rồi. Có nhức gan không? Có nhức gan không? Có này hết nhức giờ đi. Hết nhức rồi. Nhổ ha, nhổ cái gan nào? Quán ăn trường được rồi. Thôi quán ăn trường cũng hết xuống dưới. Hả? Cơm bây giờ đi quán không? Cứng khừ. Nhổ cái gan nào á? Thuốc trong á. Thuốc trong ha. Dạ. Thuốc trong. Hết rồi nhức luôn. Tại vì anh nhất hồi trong Tết tới rồi chịu không nổi tới đi nhổ rồi nó hơi đi để qua tới qua mùng đi không nhổ. Ta lấy muối thì nặng luôn. Uống thuốc rồi đó. Đẹp quá. Uống thuốc mà loại mất tiền đó. Dạ. Trời ơi chị.
không có đâu, sợ ra không biết không có hơi không coi à, rồi thể hiện tình cảm mới được chứ. Mệt nữa mệt không kéo mệt hả kỳ vậy. Rồi vậy cho em xin xuống máy đi nha, lặng mà giờ em lặng anh đi ra mình khám bệnh. Rồi, rồi. Dạ. Nhổ gan chú phải có bệnh của cho anh chạy. Bà con quá giờ nhức gan rồi. Bà xin máy bay á nè. Không hợp. Rồi bây giờ chị Kalin sẽ thay đồ và chở anh khứng khừ đi nhổ gan của chú chị, thì clip sau Thái sẽ đồng hành với chị Kalin nha. Để mà gửi đến chú của chú anh chị mình cuộc chở anh đi cho bệnh viện cái lòng quang. Rồi Thái mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở video sau ạ. Rồi bye bye.